Hello chào cả nhà Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cách trồng su su của mình cả nhà Đây là những trái su su vào khoảng tháng 8 tháng 9 Mà năm nay mình trồng rất là trễ Thường thường người ta trồng đầu tháng 4 Nhưng mà mình vì chuyển chỗ ở thành ra tới tháng 6 mình mới bắt đầu trồng nó xuống và đến thời điểm bây giờ là tháng cuối tháng 11 cũng có rất nhiều trái mình mới vừa hạ vàng xong cả nhà. Nhưng mà tóm lại là coi như cái vàng này mình cũng được thâu được khoảng ba 30 trái màu và lợt và 10, 10 trái màu xanh đậm. Thì các cái màu xanh lợt thì mình ăn hết, mình giữ là giống xanh đậm. Và mời cả nhà đi cùng theo dõi chung với mình về cái cách trồng của mình nha cả nhà đài vàng xô xô của tháng 9 tháng 10 đầu tiên mình phải đào một cái hố thiệt là sâu cái hố này nó có cái diện tích là sâu 40 cm và mỗi một cạnh nó cũng là 40 cm mình đào càng sâu càng tốt 50 cũng được nha cả nhà mình đào như vậy thì sau đó mình sẽ cho cái trái su su nằm dưới tận cái tái của cái hố và khi mình trồng su su thì mình sẽ để những cái cây xuống trước chứ mà mình không để xuống trước mà mình để trái su su mình lắp đất lại thì một lát mình sẽ không biết cái trái su su nó nằm ở đâu và khi lắp đất lại mình lấy cái cây mình chọt xuống thì nó sẽ đâm bể cái trái su su đó thì nó sẽ làm hư do đó mình phải cắm cái cọc cắm cái cây trước Nhưng mà hôm nay lúc mà mình trồng cái này là cầu mai thôi Tại vì mình hạ thổ nó muộn hơn người ta 2 tháng Người ta làm vào đầu tháng 4 Mà mình tới giữa tháng 6 mình mới làm Coi như là hạ thổ muộn 2 tháng rưỡi luôn Và xô xô ở trên đó thì nó cần nắng Rất là nhiều nắng Nhưng mà ở dưới gốc nó cần mát Do đó mình mới có một cái ý tưởng là Mình sẽ trồng nó vô một cái xô và khi nào đúng tháng 8 mà trời nóng quá thì mình sẽ lấy cái khăn mình đậy lên cái xô đó. Thì nó sẽ giữ mát cho cái gốc. Đây bây giờ mình thả cái su xuống. xô su này nó đã có ra nhánh ra cành hết rồi cả nhà. Mình lấy từ bạn bè và mình để ở trong cái cái hầm, cái nhà kho hoặc cái tầng hầm ở dưới nhà thì nó chỉ ra được khoảng 1 mét là tốt hoặc không ra cũng không sao cả nhà mình vẫn trồng được tốt Mình sẽ ra một cái video về cái cách bảo quản của trái xô su su qua đông để cho tới mùa hè năm sau tháng tư đầu xuân năm sau mình sẽ làm nữa mình sẽ tiếp tục trồng cái trái khác và các cách bảo vệ cái cái giống của năm nay cũng sẽ có cách luôn cả nhà và cái xô mà cái xô mình trồng ngoài đó nó có đó là một cái ý tưởng rất là hay và mình đã thành công nhiều nha cả nhà đây sau khi cắm cây cho su su bây giờ mình lắp đất cái đất lắp này là mình có thể dùng cái cái compost thì mình đi sinh của thành phố hoặc là đất thường mình trộn chung với phân bò hoặc là những cái viên đạm mà màu xanh mình trộn chung nó không có sợ bị xót cây đâu cả nhà cái thời gian này là cái thời điểm nó rất là cần cái sự bón phân phân đạm của nó Đất nhà mình là đất vườn và mình đang cào xuống cho nó lấp được hố đầy. Và sau đó mình sẽ cho phân bò hoặc là mình có cái gì xài cái đó nha, hoặc là compost hoặc là đạm xanh. Mình cho chung quanh gốc thì nó sẽ ngắm từ từ xuống dưới cái lòng hố và xuống dưới cái bộ rễ của su su ít nhất là thời tiết khoảng chừng 5 độ C là mình bắt đầu hạ thổ nó được. Còn nếu mà làm sớm quá thì nó lạnh quá nó cũng sẽ chết. Sau khi chôn nó xong thì mình sẽ tưới nước cả nhà. Tưới nước thật là đậm. Đây sau 2 tháng nó ra rất là nhiều bông. Mỗi một cái nách như vậy nó sẽ ra khoảng 5-6 bông. Nếu mà đếm lại nó cũng là khoảng gần 200 cái bông. Nhưng mà cái xác suất đậu quả nó sẽ không được 200 đâu. Nó sẽ bị rụng rất là nhiều luôn. Và nó sẽ còn lại khoảng 1 phần tư. Là khoảng vài chục trái thôi. Đó là mình trồng trễ chứ mình trồng sớm thì sẽ nhiều hơn. Cả nhà nhìn ở cái gốc xô mình đã bỏ ha hai cái xô trong cái xô này mình đã khoét đít thì mình trồng hẳn lúc nó còn nhỏ và khi mà cái dây nó leo lên leo lên sắp đụng cái vàng á, thì mình phải cắt lá đi cắt toàn bộ cái lá từ ở dưới gốc cây lên cho tới trên vàng luôn và khi nó đã leo lên vàng thì mình cứ để cho nó bò tự nhiên không làm gì nữa hết ở đây có bao nhiêu lá mình cứ cắt hết để cho nó tập trung, nó nuôi cái gốc Cái vấn đề cái xô mình trồng vô nó cũng một là khi mà trời nắng quá mình sẽ lấy cái khăn Mình đậy trên cái miệng xô Hoặc là khi mà lúc mà nó còn nhỏ Trời còn lạnh thì mình dùng cái nắp mình đậy nó lại để mình ủ ấm cho nó Hoặc là khi mà mình tưới nước thì cái nước nó sẽ tập trung vô ngay gốc nó không có bị chảy tùm lum ra ngoài nó cũng có nhiều cái lợi khi mà mình dùng hai cái xô này cả nhà và khi cuối mùa thì mình cắt cái xô xô ngắn còn một mét đi mình quấn nó chung quanh trong cái xô và đổ thêm đất đậy nắp lại xong qua mùa năm sau mùa hè mùa thì nó sẽ tự mọc trở lại nách nào nó cũng có cái nhiều cái nụ luôn cả nhà. Đây cả nhà coi biết bao nhiêu cái bông có khi là một cái nách nó ra có 10 cái bông luôn. Nhưng mà nó sẽ không đậu hết 10 cái bông. Hồi năm trước mình có trồng ở trong cái thùng xốp mà mình cũng để cái cầu cũ nó rất là sâu cái thùng xốp của mình thì là mình cũng đục cái 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 đáy cái thùng xong mình trồng ở trên cái mặt đất tại đất vườn của nhà mình là nó nằm ở trên cái gara do đó đất nó chỉ có 20 cm và mình trồng cái thùng thêm 40 cm nữa thì nó cũng có được mấy chục trái cả nhà nghĩa là mình trồng thùng xốp vẫn có ra trái như thường nhưng mà cái thùng xốp phải thật lớn để đủ cái đất mà cho À, đất mà để cho cái su nó cần. Đây là trái su su nhỏ xíu. Bây giờ nó đã lên vàng rồi nó bò đi cả nha. Ra được trái bé bé nhưng mà có nhiều khi những trái này cũng ruộng. nó rất là cần nắng và cái gốc thì lại cần mát và đúng mùa hè thì nó cần rất rất là nhiều nước và vì vậy nên mình mới để cái xô để cho giữ nước lại và nếu khi cần thiết thì mình sẽ cho thêm một cái cái thùng khoảng 10 lít 15 lít 20 lít cho mình mò mở nó có cái vòi nước mình mở cho nó nhỏ từng giọt từng giọt cho trong cái khoảng thời gian của những cái tháng mà trời nóng để lúc nào cái gốc nó cũng phải có nước nếu mà cái lá nó buồn thì đó là cái dấu hiệu nó thiếu nước mình phải lập tức tưới nó một ngày hai lần vào mùa hè như tháng 8 nhất là tháng 8 nóng nó rất là cần nước Cái dàn sắt này mình mua sẵn người ta bán khoảng 170 euro. Phương Sài Gòn Việt Đức xin có lời cảm ơn đến cả nhà đã xem video và đã ủng hộ kênh. Cả nhà có gì thắc mắc có thể vào thẳng Facebook của mình giống như ảnh đại diện ở đây. Và mình sẽ trả lời nhanh nhất như có thể nha cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mọi sự lành, vạn sự an. Bye bye.